ảm giảm gần 50% so với 2018. Hôm nay, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo, triển lãm quốc gia về an ninh bảo mật 2019, Security World 2019, với chủ đề tăng cường bảo mật dữ liệu và an toàn, an ninh mạng cho ngành tài chính, ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước. Sự kiện do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp cùng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế. IDG Việt Nam, tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Công an. Đây là sự kiện đã trải qua 13 kỳ tổ chức liên tiếp tại Việt Nam từ năm 2007, trở thành diễn đàn quốc gia lớn và uy tín nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực an ninh thông tin, hội thảo, triển lãm là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp tiên tiến về an ninh bảo mật. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Đại tá PGSTS Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an nhấn mạnh thực trạng an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam, đặc biệt là trong ngành ngân hàng và tại các cơ quan quản lý nhà nước năm qua đã có nhiều diễn biến rất phức tạp, khó lường. Theo đó, giới tội phạm luôn sẵn sàng lợi dụng vào những lỗ hổng, hạn chế của công nghệ để gây ra nhiều tác động tiêu cực cho xã hội, nhân dân. Đại tá Đỗ Anh Tuấn khẳng định việc đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là một yêu cầu cấp thiết đối với phát triển đất nước. Tài sản ảo Tiền ảo là công cụ để tội phạm qua mặt cơ quan chức năng. Theo ông Hoàng Minh Tiến, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT và TT, các loại tài sản ảo, tiền ảo du nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây đang được các tổ chức tội phạm sử dụng để thực hiện các loại hình phạm tội khác như tài trợ cho khủng bố, sử dụng để mua bán ma túy, mua bán vũ khí, rửa tiền. Một ví dụ được Phó cục trưởng Hoàng Minh Tiến đưa ra là đường dây lừa đảo tiền ảo Aifan, FinCoin được hé lộ vào đầu năm 2018 khiến ít nhất 32.000 người sập bẫy, chiếm đoạt số tiền ước tính lên tới 15.000 tỷ đồng. Đọc thêm, vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng, vì sao lại quá dễ dàng? Riêng trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ bán lẻ kết nối hệ thống ngân hàng, trong năm qua có nhiều vụ tấn công điển hình, gây hậu quả nghiêm trọng cho các doanh nghiệp. Tổ chức như sự cố lộ hơn 5,4 triệu dữ liệu cá nhân được cho là khách hàng của chuỗi cửa hàng thế giới di động vào tháng 11 năm 2018, hay sự cố lộ dữ liệu của hàng nghìn nhân viên hệ thống bán lẻ con cưng trước đó là sự cố website của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co, OP Bank, bị tấn công và nhóm tin tặc tuyên bố đã lấy được 275.000 dữ liệu khách hàng. Cuộc chiến không có hồi kết Theo lời đại tá PGSTS Đỗ Anh Tuấn, nhiệm vụ cấp thiết của các cơ quan an ninh Việt Nam trong thời gian tới không chỉ là tìm các giải pháp để đảm bảo an ninh, an toàn mạng, đảm bảo tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, mà còn tìm ra những cách để nhận diện rõ hơn về hành vi. Phương thức hoạt động của các loại tội phạm công nghệ cao để có biện pháp đấu tranh. Bên cạnh đó, việc sớm xây dựng hành lang pháp lý kịp thời, chính xác cũng là một điều quan trọng nhằm hạn chế sự hoạt động của các nhóm tội phạm công nghệ cao, ông Hoàng Minh Tiến cho biết. Đối với từng cá nhân, doanh nghiệp quốc tế cũng như trong nước, lãnh đạo cục an ninh cho biết bên cạnh thực hiện tốt hoạt động kinh doanh sản xuất, còn phải đảm bảo tốt môi trường mạng để hạn chế tác động tiêu cực cho xã hội. Được biết theo thống kê của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, TT và TT, trong năm 2018 xảy ra 10.220 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, trong đó có 5.932 cuộc tấn công lừa đảo, phi sinh, 3.198 cuộc tấn công thay đổi giao diện, deface, và 1.090 cuộc tấn công cài cắm mã độc, malware. Tuy nhiên, trong quý 1 năm 2019, với những nỗ lực của các cơ quan chức năng, tín hiệu tích cực trong việc đảm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam đã xuất hiện. Cụ thể, theo số liệu từ Cục An toàn Thông tin, tổng số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 620 cuộc, giảm 21,17% so với quý 4 năm 2018 giảm 49,82% so với cùng kỳ quý 1 năm 2018. Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính mà là 1.845.133 địa chỉ giảm 17,42% so với quý 4 năm 2018 và giảm 56,19% nếu so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh những tín hiệu tích cực đó, Cục An toàn thông tin cũng đã đưa dự báo năm xu hướng chính về an toàn, an ninh mạng trong năm 2019 trên không gian mạng Việt Nam, một là tấn công mạng vào các hệ thống thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng với mục tiêu đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân của người dùng, hai là tấn công mạng có chủ đích vào các cơ quan tổ chức nhà nước nhằm lấy cắp thông tin, dữ liệu gia tăng. Ba là giả mạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân để bôi nhọ, nói xấu và phát tán thông tin độc hại trên mạng. Bốn là tấn công mạng, đặc biệt là tấn công lây nhiễm mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo, AI. Năm là tấn công vào hạ tầng, thiết bị IoT, đô thị thông minh, đồng thời lợi dụng các hạ tầng, thiết bị này để thực hiện tấn công khác. Nguyễn Nguyễn